hạt nhựa được sử dụng để sản xuất các vật dụng hàng ngày như chai nước túi ni lông tháng trước ít nhất một container chở hạt nhựa rơi từ tàu tokonao của hãng vận tải maes ở ngoài khơi bờ biển nước láng giềng bồ đào nha hiện nay các hạt nhựa này đã trôi giạt đến bãi biển vùng galicia phía tây bắc tây ban nha và lan sang vùng aturias và basque những hạt nhựa nhỏ này có thể gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng các hạt nhựa hoạt động như một bọt biển hút chất độc có trong nước sau đó, các hạt nhựa này sẽ biến thành những viên thuốc độc. Các loài cá có thể nhầm lẫn hạt nhựa với trứng cá và ăn chúng. Từ đây, hạt nhựa xâm nhập vào chuỗi thức ăn của con người. Hoạt động đánh bắt hải sản cũng bị đe dọa. Trước mối nguy hiểm này, chính quyền vùng Galicia đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp độ 1, vùng Asturias đưa ra cảnh báo môi trường cấp 2, mở đường cho Bộ Môi trường Tây Ban Nha triển khai các hoạt động hỗ trợ. Tuy nhiên, các chuyên gia môi trường cho rằng khó thu hồi hàng triệu hạt nhựa đang trôi giạt vào bãi biển thực sự không có cách nào để phục hồi tất cả hạt nhựa rất khó khăn nếu có bão những hạt nhựa trên bãi biển sẽ quay trở lại biển dòng chảy liên tục trong đại dương sẽ đưa các hạt nhựa đến những nơi khác những hạt nhựa ở galicia có thể được đưa đi rất xa đến bắc băng dương hoặc đến bờ biển của mỹ canada Tây Ban Nha tuyên bố mở cuộc điều tra vụ hạt nhựa trôi giạt. Bộ trưởng Môi trường Tây Ban Nha Teresa Ribera cho biết cần xác định xem công ty vận chuyển, công ty vận tải biển có thực hiện quy trình phù hợp hay không.